Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở ý kiến các đại biểu Quốc hội về lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại kỳ họp, trong 2,5 ngày làm việc, từ sáng ngày 6 tháng 6, Quốc hội sẽ chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề: lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, dân tộc, khoa học và công nghệ và giao thông vận tải. Cùng với 4 vị trưởng ngành và các thành viên chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn tập trung vào giải pháp phát triển nguồn nhân lực, công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay, giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc, nội dung chất vấn tập trung vào trách nhiệm của Ủy ban dân tộc và công tác phối hợp với các bộ, ngành trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đại biểu Quốc hội sẽ tập trung chất vấn tập trung vào chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học, cơ chế chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Về giao thông vận tải, nội dung chất vấn tập trung vào giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Thưa quý vị, hôm nay ngày làm việc thứ 6 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về các dự án luật của ngành công an nhân dân và xem xét thảo luận dự kiến chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định thị thực điện tử có giá trị nhiều lần thay vì chỉ có giá trị một lần như trước đây, đồng thời nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, thời hạn sử dụng còn lại của hộ chiếu từ đủ 6 tháng trở lên mới đủ điều kiện xuất cảnh hay đề xuất nâng thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Cùng ngày thảo luận về hai dự án luật này, đa số đại biểu tán thành việc tháo gỡ thủ tục visa là chìa khóa quan trọng giúp du lịch Việt Nam cất cánh. Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, chính phủ đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, công an để thống nhất với Bộ Luật Lao động năm 2019 của chính phủ. Tuy nhiên, đề xuất đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các đại biểu Quốc hội trong buổi thảo luận buổi chiều. Các đại biểu kiến nghị cần đánh giá, rà soát kỹ lưỡng dự án luật, cho rằng luật sửa đổi chỉ khi đủ cơ sở chín muồi và được dư luận, cử tri, nhân dân đồng tình ủng hộ, đồng thời phải nghiêm túc thực hiện chủ trương chống lợi ích cục bộ cho ngành, địa phương, đơn vị. Trước đó, trong buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình và tiến hành thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Theo đó, năm 2024 có 4 chuyên đề giám sát về các nội dung: thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội thực hiện chính sách pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập, về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Quốc hội lựa 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát, 2 chuyên đề còn lại giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng với sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Qua quá trình thẩm định sơ khảo và trung khảo công tâm, khách quan, Ban tổ chức đã lựa chọn và biểu dương 65 doanh nghiệp với 79 sản phẩm, giải pháp số được trao tặng, vinh danh thuộc các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, điện tử, cảng biển, bất động sản. Khi người dân đi giao dịch bất động sản thì xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Họ không được tiếp cận đầy đủ những thông tin minh bạch và đa chiều. Trong đó, một trong những vấn đề đấy là thông tin về tra cứu về pháp lý. Khi sử dụng sản phẩm Maymap thì người dân có thể ngồi bất cứ ở đâu, ở bất cứ địa điểm nào có thể tra cứu quy hoạch trên toàn quốc để mà giúp cho người dân đỡ vất vả trong cái việc phải đi đến từng cơ quan để mà có được những cái thông tin. Chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, biểu dương sự phát triển của các doanh nghiệp, kết nối cung cầu với các giải pháp công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp,
qua đó góp phần chung tay cùng chính phủ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số. Thưa quý vị, vụ cháy tại Hà Đông đã khiến ba bà cháu tử vong. Cháy tại quán karaoke tại Hải Phòng cũng làm ba người thiệt mạng trong thời gian gần đây, đã đặt một hồi chuông báo động về an toàn phòng cháy chữa cháy. Trước thực trạng này, tại nhiều khu dân cư tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư. Đây là buổi tập huấn mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy của đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Hàng Trống tới khu dân cư số 109 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận, bà con được hướng dẫn về việc sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi cháy. Hôm nay thì tổ liên gia mà được diễn tập một cái buổi này chúng tôi thấy nó quá tốt. Bởi vì sao? Có diễn tập này thì nó được vào một cái tình huống hoàn toàn là thực tế. Và cái tổ liên gia người ta sẽ biết phải làm những cái gì là tốt nhất để làm sao mà làm cái công tác phòng cháy chữa cháy đạt một cái hiệu quả cao nhất. Phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là địa bàn có nhiều nhà tập thể, chung cư cũ với nhiều hộ kinh doanh nên nhiều ngõ ngách ngoằn ngoèo. Cụm dân cư lại nhỏ hẹp, hạ tầng phòng cháy chữa cháy gần như trắng, nên khi không may xảy ra hỏa hoạn, thiệt hại thường rất lớn. Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư gồm một đội trưởng, một đội phó và ba thành viên. Tổ liên gia sẽ kết hợp với công an phường để nắm bắt tình hình phòng cháy chữa cháy của khu dân cư. Tại mô hình liên gia này thì chúng tôi đã xây dựng kết hợp giữa việc mà người dân tự trang bị bình phòng cháy chữa cháy trong hộ gia đình, đồng thời là sẽ xây dựng các điểm chữa cháy công cộng tại khu vực ngõ, cũng như là khu vực phía trước của khu dân cư. Các hộ gia đình ở mặt tiền thì đều trang bị những cái chuông báo cháy tự động liên động trong khu vực sinh hoạt cũng như là tại khu vực kinh doanh. Cái thứ hai là chúng tôi đã triển khai công tác xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy với từng hộ, từng nhà, từng gia đình và phương án chung của toàn bộ liên gia. Ngoài trang bị vật dụng, trang thiết bị, lực lượng công an phòng cháy chữa cháy còn đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động bà con mở lối thoát hiểm thứ hai tại các chuồng cọp. Mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy được người dân ủng hộ nhiệt tình. Để đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy ở trên địa bàn phường, như địa bàn phường Kiếm, hướng dẫn cho người dân được biết và xử lý ngay những cái tình huống mà xảy ra cháy đối với mỗi hộ gia đình ở trên địa bàn phường, và để thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ đối với các hộ gia đình đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Từ chỗ xem công tác phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì với những mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân đã nhận thức rõ hơn hiệu quả của phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ, cũng như trách nhiệm, vai trò và nghĩa vụ của mình. Điều này chắc chắn sẽ góp phần hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Thưa quý vị, nhiều điểm đen về tai nạn giao thông, đoạn đường xuống dốc, quanh co, khuất tầm nhìn và với nhiều vị trí mặt đường đã xuống cấp trầm trọng. Đó là thực trạng tại đèo Lò Xo, đoạn qua địa phận tỉnh Kon Tum. Đây là nỗi ám ảnh của nhiều lái xe khi đi qua tuyến đường này, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Kon Tum. Đèo Lò Xo đoạn qua tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam có chiều dài hơn 30 km, trong đó có rất nhiều điểm đen về tai nạn giao thông. Mặt đường nứt nẻ xuống cấp dù đang được đầu tư sửa chữa. Tuy nhiên, do đầu tư sửa chữa nâng cấp không đồng bộ và chỗ này hỏng chỗ khác, đây là nỗi ám ảnh của các lái xe khi đi qua cung đường này. Biết trên cung đường 14 này thì có cái đường đèo nó xuống cấp. Biết rồi, đường đèo thì đang làm sửa chữa thì nó sẽ tắc đường, rồi giờ nó sẽ xảy ra một cái va quẹt rồi ảnh hưởng đến tắc đường. Để bảo đảm an toàn, Trạm Cảnh sát Giao thông Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum đã tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín, xử lý nghiêm các xe vi phạm, nhắc nhở các lái xe khi di chuyển qua đèo Lò Xo phải tuân thủ các quy tắc lái xe, thường xuyên kiểm tra phương tiện nhằm bảo đảm an toàn khi lên xuống đèo. Tại địa vị trí đèo Lò Xo thì là đường rất là có nhiều cái điểm gọi là cái điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đấy là lực lượng chức năng ở phòng cảnh sát giao thông đã bố trí một tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát tại địa phận của huyện Đắk Lây và tuyến đường đèo Lò Xo để kịp thời nhắc nhở. Tuyến đường Hồ Chí Minh là tuyến đường huyết mạch Bắc Nam nơi có đèo Lò Xo, để xóa bỏ các điểm đen về tai nạn giao thông, các ngành chức năng cũng đã mở rộng thêm nhiều tường lốp và hốc cứu nạn, nâng cấp duy tu sửa chữa mặt đường. Tuy nhiên, để giảm thiểu các tai nạn giao thông thì cần có sự đầu tư nâng cấp đồng bộ, tránh việc sửa chỗ này hỏng chỗ khác,
Giao thông thuận lợi cũng là điều kiện để tạo đà cho tỉnh Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm và giám sát kiểm tra trật tự giao thông là những giải pháp trọng tâm được cơ quan quản lý giao thông thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai nhằm kéo giảm ùn tắc tại 24 điểm đen trên địa bàn. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn 24 điểm đen về ùn tắc giao thông, khiến tình hình trật tự giao thông tại nhiều khu vực giao lộ còn phức tạp. Điển hình như kẹt xe thường xuyên tại đoạn Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa, Trần Quốc Hoàng, Phan Thúc Duyện, quận Tân Bình, ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, Nguyễn Tất Thành, quận 4, Nguyễn Thị Định, thành phố Thủ Đức. Trong đó có những khu vực nhiều năm liền không có chuyển biến tích cực. Để giảm ùn tắc, Sở Giao thông Vận tải thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhanh các công trình hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, nút giao An Phú, đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa. Cùng với đó triển khai các giải pháp phi công trình như tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trật tự giao thông. Trong năm nay đặt mục tiêu xóa ít nhất một điểm đen tại khu vực cầu Kênh Sáng, huyện Bình Chánh. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 5, mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính cá nhân tổ chức vi phạm sẽ phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt. Quy định này áp dụng cho cả việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông. Đây là quy định tại thông tư số 18 của Bộ Tài chính. Nội dung này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người dân và các chuyên gia. Thông tư số 18/2023 của Bộ Tài chính nêu rõ, nếu không thực hiện nộp phạt đúng ngày, người vi phạm sẽ phải chịu thêm 0,05% tổng số tiền phạt theo mỗi ngày chậm nộp phạt. Theo các chuyên gia, đây là một giải pháp mạnh tay để xử lý các trường hợp cố tình chây ì, chống đối, không có ý thức chấp hành. Mục tiêu chúng ta hướng tới để mà thu tiền phạt, không phải để mà chúng ta thu ngân sách nhà nước, mà chúng ta để mà thông qua cái việc xử phạt này, để mà chúng ta giáo dục nhân dân, để nâng cao cái ý thức của nhân dân trong vấn đề tuân thủ pháp luật trật tự an toàn giao thông. Về phía người dân, vẫn còn nhiều luồng ý kiến trái chiều chung quanh vấn đề này. Mà mua nhiều khi có phải cái xe nào cũng sang tên đâu. Và thế mà nhiều cái xe mà có mua lại cái xe cũ mà chủ cũ người ta mà lại dính phạt nguội, nhưng mà người ta bán đi thì cũng khó nhỉ. Tôi nghĩ thì cái việc này nó cũng khá là hợp lý để mọi người chấp hành nghiêm túc kỷ luật hơn. Nhưng mà cũng có một vấn đề đấy là nếu mà mình không biết mình bị phạt thì sao ạ? Ví dụ như phạt nguội thì tôi cũng chỉ lăn tăn cái vấn đề như thế thôi, và nếu có biện pháp thì cũng mong các cơ quan chức năng có biện pháp để thế nào mà thông báo đến người dân là mình bị biết là mình bị phạt, biết được mình bị nộp phạt và biết được con số cụ thể mà mình cần phải nộp thì nó sẽ hợp lý hơn để mọi người cũng có thể cân đối. Những ví dụ thực tế mà người dân vừa đưa ra là hoàn toàn chính đáng, bởi hiện nay việc chấp hành quy định sang tên đổi chủ khi mua bán trao đổi phương tiện vẫn chưa phải là tuyệt đối. Vậy nếu áp dụng theo thông tư mới này của Bộ Tài chính thì cái khó này sẽ đẩy cho ai? Người dân hay cơ quan thực thi nhiệm vụ? Những các cái điều khoản quy định ở đây nó vẫn còn đang rất là rườm rà, khó hiểu, và có nhiều những các cái quy định mà nó làm khó cho cả cái cơ quan xử lý vi phạm hành chính, rồi là cái cơ quan tổ chức cưỡng chế, cũng như là kho bạc và người dân, dẫn đến là chắc chắn sẽ xảy ra những các cái trường hợp xung đột. Thực tế hiện nay tình trạng cố tình chây ì việc nộp phạt tiền vi phạm vẫn còn ở mức cao. Minh chứng nằm ở ngay những bãi xe vi phạm luôn trong tình trạng quá tải do chủ phương tiện không nộp phạt, thậm chí bỏ luôn phương tiện. Chính vì vậy thông tư này được đánh giá là có mục đích và tác động tốt cho xã hội, nhưng cũng cần sớm có giải pháp để giải quyết những khó khăn vướng mắc của người dân và cơ quan thực thi đang còn tồn tại.